Này uống từ từ nha, nếu mà uống uống gấp đó là nó bị sai đó. Uống từng ngụm nhỏ nhỏ thôi. Cà phê hồi nãy giờ anh, nãy giờ anh Hà dưới đây anh Hà pha đậm sữa để sẵn. Ủa có nước đá chưa anh Hà? Có anh Hà. À, quay nước đá nghe. Dạ. Em mới của bạn ở Lâm Đồng. Mình xin anh Hà mình thử cà phê. Cũng sắp tới giờ cho uống rồi. Qua khỏi giờ cho uống rồi chứ. Phải không anh Hà? À, sắp rồi, sắp rồi. Mời các bạn. Sữa, nhưng mà bữa nay uống cà phê đen thử thì mình biết được cái mùi vị cà phê thiệt ra làm sao. Cà phê không có pha trộn nước chấm. Nãy giờ được bao nhiêu ly rồi vậy anh Hà? Hả? Nãy giờ được bao nhiêu ly rồi? Chắc khoảng đủ rồi 500 ly á. 500 ly hả? Đủ rồi. Không hiểu cà phê có anh đâu à, cho em coi cái tên đây, đi. Đây. Có số điện thoại không? Đó, đầy đủ. Đổ cái luôn, xong luôn. Đây, BA hả? Đúng rồi. BA là cái gì? Bình An á, Bình An. BA là Bình An hả? Là Bình An. Là ba. Cho đứng lên luôn. BA là Bình An. Còn Salom? Salom là cái từ là kinh thánh. Thế hả? Là dịch ra là Bình An. Ở trong đây thì có Robusta với lại Arabica. Rồi. Hỏi thánh mình sản xuất luôn. Nên là anh Hà đem vô đây bữa nay là không có tính tiền. Đã không? Để phục vụ cho con cái của Chúa ở đây. Không thấy tổ quốc đâu luôn. Đây, người của chúng tôi vào nữa. Đây là vợ Tâm. Vợ Tâm à, hai vợ chồng Tâm qua từ nãy giờ tới giờ rồi. Tâm là em họ của mình, con của cô Sáu mình. Hai vợ chồng không có vô Tâm khách phòng ở bên Tâm, mà ngồi phía bên cánh gà bên thăm ở bên ngoài. Thì phía sau lưng mình chủ pha cà phê múc ở đằng kia. Thời thì các cô mới thì ra đây ngồi uống nước nhâm tâm nghỉ mệt nghỉ ngơi thì có ăn cơm đó, thì mình thấy chứ mình chưa có dọn bàn chắc ăn cơm không xong nghe nói là có mời cơm trưa nữa. Mình ở dưới này thì vẫn có cái màn hình để mình coi. Cô ngồi ở ngoài này hay là ngồi ở trong? Đây cô chưa lấy gì? Dạ. Dạ ba người, ba đi. Dạ, cô lấy cho cô. Giờ này cũng dự lễ xong rồi. Giờ cô với chị xuống đây để nghỉ ngơi, ăn uống. Cô ơi, cà phê đi. Cà phê miễn phí á cô ơi. Dạ. Yeah.
Dạ cà phê miễn phí cơ. Dạ. Cô ở đâu xuống đây là Bình Long? Ở Bình Long. Dạ. Từ vậy là cô đi buổi khuya hả? Chú uống có đá rồi chú. Miễn phí. Cà phê ngon không vậy chú? Bây giờ thì
đến nửa ký. Sao ký thì 150, mắc hơn nửa ký. Còn bán cá gì ra nó chỗ đó. Một ký là tiền ta 150 còn nửa ký phải là 80. Này nửa ký 70. Bởi vì con bán nó khác người ta là chỗ đó luôn. Con nên mua nửa ký, cô uống thử. Uống xong rồi con mua tiếp. Dạ. Cái này là cà phê đen hả? Cái này là cà phê dạ, đen. Dạ đúng. Comment và coi hết quảng cáo Hiền Khánh nghe. Còn bây giờ hãy gặp nhau.